làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chi. Vẫn sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng ngã nghiêng không ngừng cười. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chi. Vẫn sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Xin được chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Thách thức danh hài. Chương trình Thách thức danh hài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú. Công nhận lâu quá rồi, mới du học về thì không biết là căn nhà này nó cũng thay đổi nhiều quá. Không biết anh chị mình đang ở đâu ta? Anh ơi, chị ơi! Chào anh chị. Hello. Trời ơi, ủa thay đổi nhiều quá. Chị hai, lâu quá không gặp chị. Ủa, chị bị cụt tay hả? Không có, đếm tiền nhiều quá, tay nó bị thung vô. Đâu chứ... tay đâu? Đây nè. Có tay mà. Đường quá. Em dạ em à. Chào anh... chị hai. Sao béo như chó mà bị quay vậy cưng? Đâu có, dạo này cũng bệnh hoạn quá chị. Bệnh gì nữa? Khổ ghê, đếm tiền nhiều quá bị căng cơ. Sao không chịu mua cái máy? Cũng định mua mấy cái máy rồi chứ. Đếm quá trời, đếm nó cháy máy, cháy bốn cái biệt thự em quá trời. Khổ ghê, cái em buồn buồn không có chuyện làm cho trực thăng cái cẩu trái bơm lên. Ra tới giữa nóc nhà thả cái bùm xuống sang bằng bốn cái biệt thự làm cái hồ thả cá cho nít nuôi chơi vậy đó. Chị hai, anh hai rưỡi. Vẫn khỏe chứ hả? Tôi nói với cậu ba nghe, nghe. Chú Út, chú kỳ quá. Sao chú cho tôi cái hai rưỡi hoài? Thêm 500 bạc cho chú chết. Dạ không anh, nhỏ kêu quen rồi. Cái dòng mà nghèo khó nói chuyện nghe thấy chướng tai. Cái dòng sao? Nghèo nghèo nói thiếu, chuyện nghe tới ghét. Thiếu thiếu gì? Thiếu sao? Thiếu gì? Dạ mới vô học về. Mới vô học về hả? Dạ thành công lắm. Dạo này chú sao là có việc gì? Thấy chú là cũng ngon rồi ha. Nói chung là cái bộ đồ này là chú làm chia bài cho sòng bài phải không? Hay sao? Dạ, không phải là biết rồi. Để làm chắc là lễ tân vô nhà hàng đúng không? Nhà hàng chú cứ cho được không? Dạ. Mặt này là mặt sủ, mặt hãm này là sao bán được đúng không? Nhà hàng lễ đúng không? Thấy không? Nhưng mà tôi nói chú nghe, giờ sức khỏe làm sao? Nhìn là tôi biết là chú yếu sinh lý rồi đúng không? Cái dòng tóc tai vậy là không bao giờ mà sinh lý được cái tên rồi. Nha, nhìn cái mặt biết yếu yếu. Táp táp nhỏ vậy à? Đúng rồi đó, anh hai rửa bậy quá. Nói chuyện cho người ta để cho người ta nói chứ. Dạ. Nói hả? Rải lấy gì người ta nói? Em xin lỗi chị, em xin lỗi. Người mà ăn ở mà không có đức độ à? Dạ em xin lỗi chị. Dạ. Chị hai. Mày nói mày phải để mày nói đi. Chị. Mày để đó mày nó nhảy vô họng mày thấy chưa? Mày phải nói. Mày đã bị út mà mày sợ. Nè ăn thịt nó luôn đi nè, bỏ vô ăn luôn đi. Trời đất ơi, chị cho thủ tiền góp chị ăn riết rồi giờ chị muốn nuốt nhỏ luôn hả? Nói đi mày phải mở miệng hay mày nói. Hai chị. Mày nói cái gì? Mày nói là không bây giờ nói chứ. Không vậy. Mày không bây giờ vậy không lại vậy. Nói vậy. Nó không lại. Rất này không được. Rất này. Không ai giành gì đâu. 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 Không ai giành gì. Lực chơi của Thách thức trên này. Nói cho đàng hoàng coi. Làm như thế này. Ai mày của nói mày. Mày tự nhiên mày nói cho. Luật chơi của Thách thức danh hài vô cùng đơn giản. Các thí sinh chỉ việc đứng trên sân khấu này và chọc cười hai danh hài của chúng tôi trong vòng 60 giây. Sau đó nhận về những phần thưởng vô cùng giá trị. Ở vòng 1, giải thưởng là 2 triệu đồng. Và nếu các bạn hài lòng với số tiền 2 triệu, các bạn có thể ngừng cuộc chơi và cầm tiền ra về. Nhưng nếu cảm thấy mình có kịch bản hay hơn, có khả năng chọc cười hai danh hài tiếp tục, thì hãy đến với vòng 2 với giải thưởng lên đến 10 triệu đồng. Nhưng lưu ý, nếu trong vòng 2 các bạn không chọc cười được hai danh hài, các bạn sẽ mất trắng số tiền 2 triệu đồng ở vòng 1. Và liên tiếp như vậy là vòng 3 với giải thưởng là 20 triệu đồng. Vòng 4, 40 triệu đồng. Vòng 5, vòng đặc biệt 100 triệu đồng. Đây là vị trí làm việc của Huy và trên bàn này có hai màn hình lớn là gương mặt của hai danh hài để Huy có thể quan sát kỹ nhất xem họ ai là người sẽ nở nụ cười trước. Và có ba nút, đầu tiên là nút màu đỏ,
báo hiệu các bạn đã là người chiến thắng vì một trong hai danh hài đã nở nụ cười. Nút thứ hai, nút màu xanh lá cây. Các bạn có 60 giây để bắt đầu phần trình diễn của mình. Và nút cuối cùng, nút màu xanh dương, báo hiệu thời gian đã kết thúc và các bạn phải ngừng cuộc chơi. Và hãy chào đón người chơi đầu tiên. Làm cho tất cả danh hài, những người rồi bạn sẽ là người sẽ phần thắng. Và nhóm tụi em xin được gửi tới chị Diệt Hương, anh Trấn Thành, MC Điển Trai Ngô Kiến Huy và tất cả quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tụi em là nhóm hai em? Dạ. Nhóm có tên không hay là từ hai bạn ráp lại nhau? Dạ, hai tụi em thi chung nhóm thi hai người. Dạ. Dạ. Bạn đã chuẩn bị chu đáo lắm nha, tôi chịu cái đầu rồi nha. Rồi vô làm luôn đi. Vô. Dễ thương lắm. Hãy sẵn sàng và 60 giây bắt đầu. Sao? Ca sĩ Ngô Kiến Huy tối nay không tham gia chương trình được hả? Không sao, yên tâm. Tôi đã chuẩn bị rồi, tôi sẽ đôn một tiết mục lên. Tôi sẽ kêu một cái ca sĩ miệt vườn tới ca. Yên tâm, trời ơi, chương trình... Anh, em chào anh. Ủa, ca sĩ miệt vườn đấy hả? Dạ, chính nó. Tối nay em hát liền cho anh nha. Dạ. Bây giờ á, anh sẽ đưa hình ảnh của em lên trang mạng, anh sẽ quảng cáo cho em. Bởi vì cái chương trình của anh á, nó lớn lắm em ơi. Sao? Cái chương trình của anh á, là bắt buộc em tham gia đó, là em phải có nem. Em hiểu không? Em phải có một cái nem gì đó. Dạ, cho em có. Nem này đó anh chị. Trời ơi, thì anh nói có nem, tặng anh chục nem ăn chơi. Không phải, ý anh nói vậy nè. Thôi bây giờ vậy nè, tối nay em hát mấy bài nào hay hay nha. Dạ, dạ, nếu mà dạ, khán dạ. giả người ta yêu hát thích liền, á. Hát đi, hát nói liền. Nhiều quá. Hát liền. Hát luôn đi. Hát. Rồi, hát. Hát bài gì? Gia đình đúng không anh? Ừ. Này bầu trời rộng lớn ơi, con nghe trăng tiếng em gọi. Chúc mừng bạn. Nói nghe nè, em không có phải xấu thường. Thấy ghê lắm thiệt. Có con nít mà đừng làm vậy, nó cứ thức luôn á. Mấy đứa sợ em rồi đó chị. Ừ, nó ghê lắm, nó khủng khiếp lắm kìa, nó quá. Em, một thời gian nữa đó, em sẽ là một trong những nhân vật được sủng ái nhất của các bà mẹ bỉm sữa. Con họ ăn không được, đưa hình em ra nó ăn liền vậy đó. Không, cái game này nè, khi mà phát hình lên á, chị không biết mấy người kia có bán được đĩa không, chị biết chắc sẽ bán được cái khúc này. Tại con nít giờ hay ăn, cái ba mẹ hay mở game cho coi đó. Mở hình á, là mày ông ăn. Ăn liền. Mặt em nó tùy cục á. Mặt em nó thuộc trong cái dòng ông kẹ đó, cái dòng sản phẩm ông kẹ đó. Ừ. Thấy ghê. Em là dạng bánh trung thu mà nó qua mùa đó. Mua một tặng bảy đó. Em. Dạ. Nói như vậy có nghĩa là khen chứ không phải là chê đâu. Dạ. Có nghĩa là cái mặt nó có duyên lắm, hiểu không? Bây giờ có 2 triệu vô là phải cho hay. Ví như cái thằng cha áo xanh đó không hay thì kiếm cái tuồng nào trả ít lại, trả lạ ngang qua bóng kiến thôi, còn nhiêu em mừng, hiểu không? Hai đứa hội ý nhau đi, tại hai đứa thi chung, kiếm cho hay nghe. Thôi lấy 2 triệu đi cho nó có giá trị. Hai bạn đã hội ý xong và ý kiến cuối cùng là đi tiếp hay là ngừng lại? Dạ, tụi em xin thi tiếp. Thi tiếp. Sáu mươi giây bắt đầu. Sao anh? Bây giờ á, tối nay có một tiếp mục cải lương, bây giờ em thuộc cái tuần xử án phi dao không? Anh với em hát trời luôn. Trời ha, em đóng phi dao nha, đóng anh tôm nha. Trời ơi, cái con phi dao này lạ đó ta. Rồi vô chuẩn bị bắt đầu. Dạ. Ơi hỡi phi dao ta thương tội cho nàng nát anh ngọc. Tôm phi dao. Anh Tôn! Phi Dao! Anh Tôn! Phi Dao! Đúng á, Tôn à. Cần có nhau hơn trong cuộc đời. Những tiếc chi, người dấu yêu. Để ta có nhau. Thôi, thôi tắt nhạc! Trời ơi, tôi bị liệu mà. Tắt nhạc! Tắt! Chẳng phải đâu con. Chuyện trong ta đó chính là... Trời ơi, cô Bạch Tuyết mà nhìn cái cảnh này chắc cô xỉu. Trời ơi, người ta hát hay thiệt, ai cũng chẳng phải đâu cô. Mà cái mặt giống như là cái kem để ngoài nắng á. May cho em là chị với anh Thành vừa chấm một cái chương trình
cô Bạch Tuyết xuất hiện, tụi chị đứng lên vỗ tay một cái rần cũng hát câu đó luôn. Cô hát rất là sang, rất là văn minh và thời đại. May phước cho em. Vừa mới bở phóng qua đây thấy cô Bạch Tuyết, trời ơi. Trời ơi, qua đây thấy bà không tin. Ghê gớm. Bên kia nói nghe nè, hồi nãy cái vụ phi dao đang áp phê, nghe không? Lỡ đi gói rồi, đau lắm đúng không? Có chuẩn bị đâu, có lót gói hả? Đi gói rồi, xoay bắp cải rồi, lỡ xoay xấu rồi, không có xoay đẹp bằng tôi. Ngày xưa tôi cũng có xoay đó nha, tôi tập dữ lắm. Lỡ xoay xấu rồi, xoay bất chấp luôn, bị em cũng đâu có đẹp. Em xoay vòng vòng như bắp cải trên đây luôn, em làm xoay chạch chạch. Em ngửa lên cái em hát câu kia liền lại mắc phê. Làm thêm ví dụ nhảy vô nữa sai. Nhờ em xấu quá. Đúng. Em nè, ghê quá. Em phải cảm ơn Thượng Đế ban cho em một cái sắc xấu thiên bẩm. Thành thử ra là cái điều đó nó cứu em được ngày hôm nay em có 10 triệu. Hai lần xấu tôi thích rồi, bây giờ đừng có bưng cái xấu ra nữa, phải bưng cái bất ngờ. Vòng sau là 20 triệu, nhưng nếu các bạn thất bại sẽ mất 10 triệu hiện tại. Suy nghĩ thật kỹ. Và quyết định cuối cùng của hai bạn. Dạ, dạ, cho chị em tôi xin phép được ngừng cuộc chơi tại đây. Ngừng cuộc chơi. Một lựa chọn an toàn. Nè, mang cuốc lấy cái vỏ cà ròn kẹp vô cái nách. Anh Thành đưa 10 triệu làm cái mặt xấu kỳ lạ đi vô luôn. Nó không chào rồi làm cái mặt hồi nãy. Đi vô cái linh hình cho nó duyên dáng. Cho con nít nó mua về nó cho ăn, ba mẹ nó cho ăn bột á. Hiểu không? Và xin mời danh hài Trấn Thành. Và chúc mừng hai bạn giải thưởng 10 triệu đồng. Ờ, cái mặt cười cũng có duyên. Ờ, đó. Sợ nó cắn quá. Ừ, để cái mặt đi. Đó. Đó, rồi, vậy đó, để cái mặt đi. Thật sự thì cả Trung và Tuấn Anh đều cảm thấy rất hài lòng về cái phần thi của mình. Mặc dù là chỉ dừng lại ở vòng thứ 2 nhưng mà cảm thấy dừng lại là đúng đắn. Tại vì thật sự là khi mà ra diễn có những cái mảng miếng mà mình đã chuẩn bị sẵn thì nó không mang lại hiệu ứng khán giả lắm. Nên phải tiếp luôn. Đúng rồi, cái mảng miếng sao rồi không? Mình đã sử dụng hết những cái mà tụi mình đã chuẩn bị. Xin mời người chơi kế tiếp. Và em xin gửi lời chào đến anh Trấn Thành, chị Việt Hương và toàn thể quý vị khán giả ngày hôm nay ạ. Em sống ở đâu? Dạ, em đến từ Hà Nội ạ. Em từ Hà Nội bay vào đây? Dạ vâng ạ. Đẹp trai, trai Hà Nội lúc nào cũng đẹp trai, trắng bóc và bị không khí lạnh á. Đẹp trai quá, dịu. Kế bên. Dạ, xin chào tất cả mọi người và xin chào ban giám khảo. Em tên là Lê Trung Nghĩa. Em ở đâu tới? Dạ, em học cùng lớp với bạn này ạ. Ừ, trai Hà Nội luôn. Đen thui à. Biết sao không? Hiện nãy nó ở mùa lạnh. Ừ. Còn em chắc mùa hè đi chơi dữ lắm phải không? Không có, cũng ở. Hai mặt hết á. Trời đất, hai mặt á. Mới ghen bên đây xong đẩy qua đây. Nó cũng ở mùa lạnh nhưng mà nó hơi lùng nên ta kêu nó lạnh lùng. Rồi, hai bạn sẵn sàng. Và thời gian 60 giây bắt đầu. Wow, wow, wow. Chào mừng toàn thể quý vị các bạn đến với chương trình Giờ Hững Hờ. Đây là chương trình tìm kiếm giọng hát hàng đầu Việt Nam. Vâng, và không để quý vị chờ lâu nữa, ban giám khảo đã sẵn sàng, khán giả của chúng tôi đã sẵn sàng và người chơi cũng đã sẵn sàng. Và ngay bây giờ chúng ta đến với phần đầu tiên của chương trình, đó chính là phần quảng cáo. Vâng, và để mở đầu đêm diễn ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu một thí sinh có tên cùng với cả nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tên của anh khi được nhắc đến thì vô cùng là đình đám. Vâng, xin được giới thiệu thí sinh Đình Kiên Đám, lộn Đàm Kiên Đình với ca khúc Im Lặng Đến Tột Cùng. Hey! Chúc mừng bạn đã có giải thưởng là 2 triệu đồng. Hên chứ nó làm sao mà tôi giật mình. Nó không có vui vậy trơn.
Tưởng, mà, có đánh đập nữa đó. Mà tôi lo cho nó, tại biết không, cái bạn này bạn có duyên quá, nói chuyện lưu loát, rồi mới vô màn chính là màn quảng cáo là chịu chịu rồi, cái quay qua giới thiệu gia đình với đám, cho ra xấu, xấu ca quá, sĩ xấu, đen thùi, ngủ cái như nhai cái gì, và húng lên cái hai đứa xỉu cười, duyên, rồi chả trốn đâu luôn rồi. Ai bắt nó luôn rồi. Trời ơi, thấy ghét vô sách đờn ra hù. Có nghĩa là đừng hòng kêu ngưng, ta sẽ đi tiếp tục đấy. Cầm đờn cái khẳng định luôn, thấy ghê không? Thiệt. Và vòng này em xin dành tặng để tặng chị Hương ạ. Nhưng mà có thi không? Dạ có. Trong cái phần thi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ. Và các bạn quyết định là? Bọn em tiếp tục ạ. Tiếp tục. Dạ vâng ạ. Thời gian 60 giây cho hai bạn. Bắt đầu. Hương ơi! Hương ra đây thể hiện này. Hương ơi, Hương ơi, mùng 8 tháng 3 chị em phụ nữ đi ra và đi vào, anh em ở dưới nghêu ngao. Hương ơi, bây giờ em thích anh vào hay ra, chị em tùng tìm suýt xoa. Hương ơi, anh thì chẳng thích em ra một tí nào, nước Lào cũng giống nước ta, cánh cửa là để ra vào. Hương ơi, Hương ơi, hát mãi mà nó chẳng xa, thôi thì ông ạ, anh em mình đi về, về. Và chúc mừng bạn, chị Việt Hương đã nở được cười và bạn có trong tay 10 triệu đồng. Ra chứ ai mà chả ra, duyên thế cơ mà. Nhưng, thể hiện sai phương pháp rồi, em phải làm bằng cái lời thoại, qua cái thái độ, nó đi liên tục để người ta nghe rõ được cái câu đấy, người ta mới cười được. Lại đưa vào bài hát thì đấy là đáng yêu, chứ không phải là mắc cười. Em hiểu không? Nó buồn cười nó phải khác với đáng yêu. Chị Hương là bị em dụ nhá, em dụ dỗ nên chị mới ra đấy. Anh là anh vào rồi nha. Vẫn là hai lần chị cười cho bọn em đấy. Vì chị thấy được cái tố chất của bạn này, bạn giống như là MC chuyên nghiệp đấy. Chấm là chấm thái độ, chấm đấy. Là chấm thái độ, thái em. Độ nhưng mà kỹ thuật biểu diễn của tụi em có, việc thứ nhất em có sắc dốc, có giọng nói, có cảm tình. Tôi thích hai bạn nãy giờ là hai bạn khiêm tốn. Hiện tại các bạn đã có chắc chắn là 10 triệu đồng rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ là vào tiếp hay là nhận 10 triệu. Như vậy thì hai chàng trai đến từ Hà Nội, Lê Kiên và Trung Nghĩa sẽ đi tiếp hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Bọn em xin quyết định được đi tiếp. Đi tiếp. 60 giây bắt đầu. Go. Dạ. Mày có tao là ai không? Không à. Mày có biết tao là ai không? Không à. Mày xin lỗi tao đi. Ô, sao em lại mày cứ xin lỗi tao đi, buồn cười nhỉ? Mày cứ xin lỗi tao đi, buồn cười cái thằng này. Em xin lỗi anh ạ. Mày biết lỗi của mày là gì không? Không à. Mày không biết tại sao mày lại xin lỗi? Ô, anh. Mày nghe đây này, ai cho mày tán em Hương của tao hả? Ô, mày tán em có tán đâu. Anh phải để em nói chứ. Nói này. Anh phải để em giải thích. Giải thích này. Giải thích này. Mày làm gì đấy? Hả? Này, mày tưởng mày cứng á? Hả? Mày tưởng mày cứng á? Tao cứng hơn nhá. Mày nhìn kìa, mày biết ai không? Bạn trai tao đấy, chứ anh Thành nó đánh em này, nó đánh em này, anh đánh nó đi, anh đánh nó đi, thôi anh ngồi im đi để em đánh nó cho. Con mày đi, con mày. Nhanh lên, điên luôn, hai con điên luôn. Hai con, vũ đạo luôn, vũ đạo luôn. Vũ đạo luôn, ừ, đấy. Mày ở bưởi. Ừ, đấy. Con điên này có tố chất này. Đấy, này. Chúc mừng bạn với giải thưởng là 20 triệu đồng. Nè, tiểu phẩm được. Tại vì diễn chưa tới. Diễn không có tự tin. Ừ, chưa tới nhưng mà đánh đánh phải như thế. Không ai đàn ông con trai mà cái xà ra đánh.
đánh vậy, hiểu không? Mày đánh là mày phải như thế này này này. Này, làm này. Mày phải như thế này đấy. À, mày phải đi ăn lên như thế này. Đấy, phải công cấm. Phải công cấm như thế. Đấy. Đánh xong hồi nãy sao không làm như thế? Ừ. Phải công cớn như thế. Mày phải điên lên, mày bung lụa cơ. Ừ. Rồi ạ. Mày phải là vải hoa gấm tóc cơ. Mày phải là nước non nghìn trùng cơ. Lên bờ xuống ruộng cơ. Đánh như thế cơ mà. Eo ơi, thích quá. Bây giờ làm sao? Này, tự tin là chìa khóa em nhé. Phải nói rõ lời. Bạn mà born this way đấy, cái bạn born gì đấy? Born to be gì đấy, boss head gì đấy. Ừ. Nha. Born to be boss head là được sinh ra để làm chủ, đúng không? Thì phải làm chủ tình hình. Hai bạn cứ thảo luận với nhau ạ. Thì diễn chánh 20 triệu, diễn chánh 18 triệu, còn cho chị 2 triệu mua vé máy bay. Cái tật ham đánh đờn đi theo. Suy nghĩ nếu mình có sản phẩm hay hơn hãy đi tiếp. Cứ la, cái bên nào la lớn hơn thôi. Vậy thôi. Ừ. Và bây giờ Huy và hai vị danh hài rất muốn nghe quyết định từ các bạn là đi tiếp hay ngừng lại. Đây là chương trình đầu tiên mà bọn em được tham gia và lên TV ạ. Bọn em cũng cảm thấy rất là vui ạ. Và đây là một chuyến hành trình mà lần đầu tiên bạn này được vào miền Nam ạ. Đây cũng là lần thứ hai em vào miền Nam. Và em xin được dừng cuộc chơi ạ. Dừng cuộc chơi. Cảm ơn em. Từ đá xa xôi vào đây. Em có thể ôm chị được không ạ? Được chứ, ôm ạ. Mắt tay cho ôm luôn ạ. Cảm ơn em. Em có thể ôm anh Trấn Thành được không ạ? Dạ, thì cảm ơn em hỗ trợ rất tốt em. Rất tốt, cảm ơn em nha. Dù họ khó tính ra sao nhưng thấy bạn không kiềm chế được. Thân của thật rồi đây, bản thân là tại sao? Làm cho tất cả danh hài. Chúc mừng hai bạn giải thưởng 20 triệu đồng. Làm cho tất cả danh hài. Để lòng nhẹ nghiêng không ngưng cười. Vâng, và sau khi giành được giải thưởng 20 triệu của chương trình, chúng tôi cảm thấy rất vui. Và hơn nữa là chúng tôi được gặp chị Việt Thương và anh Trấn Thành. Chúng tôi cảm thấy rất là sung sướng khi được gặp hai danh hài này và chọc hai anh chị ý cười ạ. Thực ra thì cũng có hơi thiếu tự tin một chút ở đoạn đầu bởi vì là run quá chờ từ sáng đến giờ, nhưng mà cuối cùng thì cũng có cái này mang về. Xin mời người chơi kế tiếp. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười quái chí sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạo này chắc dịch định cung đồ nó giam không kỹ, thả ra quá trời. Giới thiệu đi em. Dạ em tên Trần Vũ Phương, hiện đang là trang điểm dạo. Nói chung là đầu tư trang phục rất là kỹ. Cái dòng này vua đâu có nỡ đà vô lãnh cung. Cái kiểu này làm gì sai sai chém luôn thôi chứ không có đà. Rồi đánh không thẹt quá. Em xin phép dòng này em có hai bạn diễn. Rồi mời hai bạn diễn của em. Sẵn sàng. Rồi chưa? Và 60 giây bắt đầu. Em đến nơi đây nhớ dáng anh Trấn Thành. Bao năm thiên tha măng nồng mà bây giờ anh mê diễn hương. Anh đi bỏ em một mình trong cung đình với ngôi hoàng phi. Quý phi, quý phi đừng có buồn nữa, hãy vui lên đi. Hãy vui lên, đừng có buồn nữa. Vui lên, bởi vì sao? Mùa xuân đã đến. Muôn hoa đua nở, chim hót líu lo. Phải rồi, mùa xuân đã đến rồi. Ôi, mùa xuân năm nay hoa cúc nở đẹp quá. Mai quế lụa, thu thắm nồng. Hay là chị em chúng ta hãy cùng nhau hát vang một ca khúc về mùa hoa anh đào đi nha. Dạ. Nhớ mùa chôm chôm chín. Ủa cái gì vậy? Mùa chôm chôm. Ủa cái gì vậy? Chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Bạn thứ 9 á, bạn chưa làm tôi mắc cười. Dạ. Nhưng mà bị gì? Bạn bưng hai người diễn phụ ra trong cung mà trong cung mà có hai này
Nó nghe nè, con này nó làm trong ngự thư phòng phải không? Vô cái chỗ mà ăn uống á, cái mỗi lần mà mấy cái đồ ăn thử cho vua, cái vua không chịu ăn, vua thải ra là nó ăn hết đúng không? Qua trời con nhỏ. Cung nào mà chứa em vậy em? Tí thật. Con này là cung bò cạp chứa, nó chứ đâu có cung nào chứa được. Trời ơi, thấy ghê lắm. Em ơi, em phóng ra nó giống như cái núi vậy đó. Rồi em khiêng con nhỏ kia ra. Bà kia bà khửi khửi rồi em liền bán cái khình. Tôi đã muốn cười rồi, tôi ráng tôi coi có gì hay không. Mà hồi xấu thấy ghê luôn, xấu quá xấu. Sai, sai. Em là sai đó, em chả có gì cười á. Hai cái đứa này nó ghê quá, nó xấu quá. Chị nó quay qua chị nói Tiến Thành ơi sao nó xấu quá, cái ông cười luôn à. Chứ hơi diễn, chưa vui. Ba nàng thi tiếp lấy 10 triệu hay ngừng lại lấy 2 triệu? 2 triệu khó chia lắm. Em xin nó duyên dáng, dễ thương. Nói chung là em rất là thích chị Việt Hương nên em quyết định em sẽ ở lại đây với anh Trấn Thành. Thi tiếp. Thi tiếp, 60 giây, bắt đầu. Tình của em chỉ trao riêng mình anh Thành. Còn em đây chỉ yêu một mình Ngô Kiên Quỳ. Nhìn khăn ta nhớ mong tình người nơi xa trường, lòng ta vẫn trong mong ngày đoạn duyên. Mai quế lụa muội muội, muội đang mang trong người cốt nhục của Ngô Kiên Quỳ tướng quân thì phải chú ý giữ gìn. Thôi đã thôi. Cái bà quái vật này mà bà lấy cô Kiến Quy, ê cái giống nó ra đẹp lắm à. Bảo Hường kia, Bảo Hường kia, trời ơi bà hãm hại đời người ta hồi nào mà bà không có khai. Trời ơi, trời ơi, đẻ ra con mẹ Ngô Kiến Hường. Ê em xấu kỳ lắm em ơi, xấu đẹp, xấu độc đáo, xấu bình dựng. Nhưng ghê, nhưng cái xấu của em là xấu có duyên và em cũng có duyên luôn, chứ không phải là lấy cái hình thể em ra mà cười. Dễ thương rồi cái bà này nè, bây giờ cái bà hoàng cung, cái bà mà nữ hoàng sầu muộn này nè, bây giờ là phát huy được cái thế mạnh của em từ nãy giờ, trao chuốt câu nói đẹp đẽ chịu mà diễn đẹp tôi gì dữ đẹp. Lắm đẹp tôi nhẹ nhàng đó lắm. Báo thai, báo cấn thai mà báo nhẹ nhàng vậy đó. Đào chánh ra cốt cách đào chánh. Còn cái này trời ơi, Ngô Kiến Hường. Rồi bây giờ ba bạn nắm trong tay là 10 triệu đồng, vòng tiếp theo giải thưởng sẽ là 20 triệu đồng. Nhưng lưu ý một điều quan trọng, nếu thua các bạn sẽ mất 10 triệu đồng của vòng này. Các bạn suy nghĩ thảo luận với nhau xem là mình có nên đi tiếp hay là ngừng lại an toàn với con số 10 triệu. Nè, cái gì đẹp đẽ sạch sẽ sang mà thêm mảng miếng cho nguyên một cái series cung đình mà có cái gì mảng miếng nhiều đem ra làm. Rồi chưa? Và quyết định của nhóm bạn là tiếp luôn. Thì tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Nương nương nguy rồi nương nương, Trấn Thành ca ca và Ngô Kiến Quy tướng quân nắm tay nhau cao bay xa trời. Trời ơi, sao nghe qua như xe đăng ngang tay. Trái tim nghe ngào lòng đào nhói, anh ơi có hay. Mau đào tuôn rơi. Chưa ớt đâu nương nương, Việt Cương hoàng hậu ban cho nương nương ba thước dài lụa trắng. Ủa này màu vàng mà. Nó bằng lòng nguyên sinh. Trời. Mày đến đây mày không để luôn. Chúc mừng giám khảo Trương Thành cười và bạn có 20 triệu. Trời ơi ghê quá. Em giống như một cái con thủy tặc ở dưới nước mà nó ngoi vừa ngoi lên nó thả hai sợi dây như hai cọng bạch tuộc. Xiết cổ em nó quỷ diệt, con thủy tặc leo lên luôn á, thiệt á. Bà như một con bạch tuộc biển. Ghê quá em ơi, anh xin lỗi là tại vì anh không kiềm chế mình được trước cái nhan sắc của em. Anh rung động quá, anh sai. Bây giờ hai bạn, các bạn đã có trong tay là 20 triệu đồng và vòng tiếp theo sẽ là giải thưởng 40 triệu đồng. Hãy suy nghĩ thật kỹ, mình nên an toàn ở 20 triệu hay là mình tiếp tục chinh phục 40 triệu. Bây giờ tôi nói bạn nghe nè, hồi nãy là tôi cười vì cái hình thể của bạn này nó khủng khiếp quá. Mà bạn đè xuống thay gì đúng không? Quyên sinh, ta tưởng bạn chết, không, bạn đè và mập ra và giết. Thì tôi vô tình tôi cười, nhưng mà tôi thấy là kỹ thuật biểu diễn của bạn vẫn kém lắm.
Bây giờ suy nghĩ cho kỹ. Một là phải hay, thiệt là hay. Hai là tay trắng. Bạn đang có 20 triệu. Nhóm Hoàng Cung của bạn Vũ Phương sẽ quyết định đi tiếp hay dừng lại? Liệu họ có còn đủ chiêu trò để chọc cười hai vị giám khảo? Tất cả sẽ được hé lộ sau ít phút nữa. Dạ, giờ em nghĩ là em chia tay luôn anh Thành. Được. Xin ngừng cuộc chơi. Xin mời giám khảo Chiến Thành và giải thưởng 20 triệu đồng. Xin mời người chơi kế tiếp. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để làm ngã nghiêng không ngưng cười. Dạ em kính chào ban giám khảo và em kính chào quý vị khán giả. Dạ em tên là Võ Trọng Hiếu. Trời ơi, em là con trai hay con gái? Dạ con trai. Thì bởi vậy. Trời rồi, ơi sao ở đâu ai phái bà xuống đây? Bà Trấn Thành em ơi, anh quá trời phải lên đây. Em có một nguyện vọng mà quý vị ơi, cho Trấn Thành lên đứng kế em nha quý vị. Cho ông em cho một chàng vỗ tay đi quý vị ơi. Em mời. Người ta đã gọi rồi anh Thành. Em xuống nha. Tại sao lựa chọn của em không phải là Ngô Kiến Huy? Em ở trên đây, em Thành trên đóng đô trên đây rồi. Anh Thành dưới đó gần hơn. Không, cái gu của em là Trấn Thành đó. Cái gu cho em bớt không ạ? Anh bắt đầu rung dần em. Anh chưa già mà bị Parkinson rồi ha. Hiếu ơi, chị biết tại sao mà nãy chị nhìn em không? Dạ. Chị nhìn em á là tại vì em đẹp. Dạ, mà chị nói chị. Cái này nó hơi phụ nữ chút xíu. Là nhìn em nó mỡ lắm, phồn vinh lắm. Cái tướng của em là mắng đẻ. Chị đang nghĩ trong bụng á, trời ơi cái bà nào, bà này mà dân miền Tây ở dưới ngày xưa là hốt liền, là hốt liền. Bắt dâu mấy bà hội đồng là hốt em liền. Ta nói nó nần nẩn, màu mỡ, màu mỡ luôn, đẹp lắm. Ừ, em chàng vỗ tay đi quý vị khán giả. Thi cho tôi coi. Dạ em cảm ơn chị Việt Hương rất nhiều. Và tiểu phẩm của em xin được phép bắt đầu. 60 giây bắt đầu. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi đến quý vị khán giả, các lời bạn cũng là chúc sức khỏe, lời chào thân thương. Và em xin gửi đến cô chú anh chị mình cùng một lắng khán giả một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc được mang tên Áo Mới Cà Mau. Tôi mời cô bé thì cũng... Đi đâu vậy má? Đâu vậy? Tôi thở máu dài. Bà thở máu dài hả? Ủa? Đâu có ai mướn bà lên đẩy đâu, tôi đang giới thiệu bà. Trời đất ơi. Bà nghĩ sao vậy? Cáo dài này, rồi tôi nhớ rồi. Trời ơi, đúng rồi mà, để đây. Trời ơi, cáo dài này của tôi mai bà mấy bữa trước mà. Đáng lẽ ngày hôm tối hôm qua là tôi mới đăng qua Hậu Hoàng Vũ. Bà lấy cáo dài của tôi mà bạn. Bà nghĩ sao vậy? Bà có 1m1 mà. Bà làm không có đúng. Đi về má, đi qua phải. Quẹo qua phải đi về. Trời đất ơi, bà nghĩ sao vậy? Thì ghê quá, cái mặt bà hư quá. Mặt bà hư hết trời. Ai cũng có một ước mơ mà. Cao 1m1 bọn H2 cũng là người khoa học. Bỏ nha mày. Hết thời gian. Xém cười. Cái em vụ... này em hỗ trợ bạn diễn hả? Sai hết trơn. Em sai trái quá. Sai hết trơn. Em biết sao em rất là đẹp. Chị bước ra chị rất là bất ngờ vì cái hình ảnh của em. Rồi em ức nguyên cái lưng vô mặt cái bạn kia. Em che luôn bạn kia là nhờ cái mâm trên đầu. Rồi em che luôn bạn luôn. Bạn tự đạn che bạn luôn. Nó úp vô bạn kia, tôi không thấy bạn kia và tôi cũng không thấy bạn luôn. Ha. Rồi cái thứ hai em thoại gì trong họng em á, em hỗ trợ người ta là ít nhất em phải nói nè, mày về đi. Thì nhỏ kia mới nói tao không về. Chứ em ra nó em là con gái hay con trai? Dạ em là con gái. Trời ơi. Thôi câu đúng dạ. Trời ơi. Đi vô. Trời quá thể rồi. Wow. Mời người chơi tiếp theo. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng ngã nghiêng không ngưng cười. Dạ xin kính chào ban giám khảo và ngôi sinh
Em xin cô Kiều Huy và toàn thể khán giả có mặt ngày hôm nay ạ. Thi đi cưng. Vâng ạ. Sẵn sàng nha, 60 giây bắt đầu. Chị Hương, làm gì em bao nhiêu lâu nay? Sao chị nỡ lòng nào giúp anh Thành cứu anh Ngô Kiều Huy của em? Anh Huy, anh trả lời đi. Bây giờ giữa em và anh Thành chọn ai? Anh cho. Lãng em có thua anh Thành cái gì đâu. Em là phụ nữ của nè. Em có nhìn đi, em có thua gì đâu. Em có nhiều thứ hơn ảnh lắm chứ. Em đen hơn ảnh, đục hơn ảnh, xấu hơn ảnh. Anh tới không? Anh sai. Danh hài Trấn Thành đỡ nụ cười. Bạn có 2 triệu. Tôi sai. Sai nha, nha, sai. Rất là sai, không, khôn dễ sợ. Ham, nó bắt đầu nó bưa ra, nó phóng ra sân khấu là nó cho một cái mối quan hệ tạp nham. Ủa có nghĩa là bây giờ 3, 4, 5 cái mối quan hệ không biết cái nào là cái nào luôn. Rồi xong cái bà nói vòng 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 hồi cái bà đuối. Cái bà gọi bà to, bò tay bà thác cái bắt đầu bà bẻ xương. Cái bà bẻ cốt, bà nắng, bà dò gân. Cái bà làm hồi cái sai. Cái nó dính ha. Nó vô tình nó dính cái từ mà hôm bữa giờ tôi nói, thấy không? Vô sai. Tôi bị phì cười, tôi sai luôn nha. Nhưng thông minh gỡ được cái dáng cuối, nhưng cái đoạn đầu không có duyên nghe. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ 20 tuổi ạ. Vậy hả? Vâng ạ. Em còn đi học hay vâng. Là em học lớp 9 rồi ạ. Em học bổ túc. Vâng ạ. Dạ. Hiện em vừa học vừa làm ạ. Em làm gì? Em làm giúp việc ạ. Giúp việc nhà. Ở đâu? Dạ ở Hà Nội ạ. Nhưng mà quê em, nhà em thì ở đâu? Bố mẹ em hiện tại sống ở Bình Dương ạ. Làm giúp việc ở Hà Nội. Vâng ạ. Làm sao có điều kiện để vào đây thi? Đó là em cũng xem chương trình này và thích chương trình này và đến cái chương trình casting ngoài Hà Nội thì em đến tham gia và được các anh chị giúp đỡ và tài trợ cho phí đi lại nên là em được vào thành phố Hồ Chí Minh thăm cha mẹ và cũng tham gia chương trình này ạ. Em đi làm cực không? Dạ không ạ. Em chăm em hay là phải làm việc nhà? Cả hai ạ. Cả hai. Thật ra là em may mắn gặp được người tốt ạ. Nên là em mới được may mắn đi học lại và mới được một cuộc sống cũng khá ổn định. Hồi nãy á là vô tình em thông minh, chị nghĩ em là một người bản lĩnh và rất là nội tâm, cho nên em mới thông minh mà nhạy bén. Khi thả lên đây em có thể kiếm cách em sống được, kể cả sân khấu. Vậy gì bạn phải cố gắng lên là kiếm cái gì thiệt là hay, thiệt là đặc biệt để mình làm cái vòng kế tiếp. Các anh chị trong chương trình đã tài trợ thì đi lại cho em rồi nên là em không sợ mất rồi. Giờ cô có thi nữa không? Dạ có ạ. Rồi, quyết định thi tiếp. 60 giây, bắt đầu. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình. Chương trình Thiên Đường Trái Cây. Và cuộc thi chúng ta có một cuộc thi đó là ăn trái cây. Mà loại trái cây của chúng ta có một là một loại trái cây vô cùng quý nhưng không hiếm. Đó là... Mời bạn ngồi. Nhanh. Đó là trái cây. Đó là trái chanh của chúng ta. Ai ăn được nhiều hơn thì người đó sẽ trở thành người chiến thắng. Mời bạn. Bạn đã chiến thắng vàng rồi. Đây này, chúng ta đã cười. Bạn đã có 10 triệu. Chính đang nhỏ thì nó không có duyên mà nó thông minh. Trời ơi, mày thi ăn trái cây, thương mày cho ăn gì, cho ăn chanh. Chết bà thằng nhỏ. Ê, được. Tôi thấy nhỏ này được nghe. Có nghĩa là em á, em không có duyên dùng gì hết á. Em nói chuyện em quên lên quên xuống, em thiếu trước hụt sau. Em ơi, chị nghĩ em có tố chất làm đạo diễn hoặc là viết kịch bản lắm á. Chị không có cười em, chị không có cười khi em diễn. Mà em còn quên nữa, nhưng mà em có tình huống rất tốt, em có xử lý rất tốt. Vậy thì em có thi tiếp không? Ê, suy nghĩ cho kỹ nha. Bạn đang có 10 triệu đồng á. Nếu mà thi tiếp là giải thưởng 20 triệu đồng. Nhưng
Nếu mà giám khảo không cười, bạn sẽ mất trắng 10 triệu đồng. Dạ, em xin đi tiếp ạ. Đi tiếp, 60 giây, bắt đầu. Công ty quý... Cũng ăn nữa. Anh mời ăn. Mời thằng Tâm ăn ạ. Mời anh ăn ạ. Anh ăn đi ạ. Chi vậy? Anh ăn. Chua. 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 Ngọt mạnh. Không. Ngọt. Không. Ngọt. Ừ, ngọt. Dễ. Anh ăn đi. Gì? Nhịn thèm hồi cố anh cố quá. Chua. Anh mà cố. Ngựa ngựa, Di ăn cho giữ vô rồi kho. Ăn cái này để chị ho mạnh. Thôi quá hết thời gian rồi. Năm. Anh ăn đi, thôi cố anh cố, quá cố á. Ăn đi anh. Hết thời gian. Không được cái này tại sao không làm mấy cát liền. Sai nữa rồi. Hồi nãy tôi đã nói rồi, tập trung vô thấy có gì phải hay hơn. Tại sao xuống bắt tôi ăn chanh, đâu có vui. Rồi đưa chanh cho bà chị tôi, em đâu có biết trùm chanh nha. Một dạ, ngày chùm gặp ta... chùm em cũng là chùm chanh nè. Thì em chùm đó chanh là chuyện kệ của em. Ừ. Hiểu không? Em chùm chanh, bây giờ em về em trùm chăn, em trùm mền, em ngủ luôn. Sai của em là cuối cùng em bị ngược ngạo tình thế. Ha. Không biết nói gì hơn cho em bây giờ nữa. Đường xá xa xôi. Nè, bây giờ chị cho em 2 triệu. Thèm ăn cái gì, mua cái đó ăn. Nhớ. 2 triệu này chỉ để ăn thôi, nghe không? Thèm ăn cái gì ăn cái đó, nhớ không? Ừ, rồi, đây tặng cho em 2 triệu, về xe. Làm cho tất cả danh nha, hài. Bản lĩnh lên đã bản lĩnh lắm rồi, các bạn rồi. Vâng ha. Rồi, cầm chanh cứ ngay cho tôi đi tình quen. Nhưng trong thực tâm Điệp vẫn mong Điệp là con gái. Bây giờ nói thiệt đi, yêu ai trong hai đứa này? Tư cháu chị Hà. Điếm nhau bà nội. Mình ăn cơm với nước mắm. Tôi tên Trường Trấn Thành đó ơi. Đây là một trường phái hài mới mà chúng ta phải học con. Và chương trình Thách Thức Danh Hài đến đây đã kết thúc. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau. Chương trình Thách Thức Danh Hài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện, với sự đồng hành và tài trợ của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang từ công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhanh chân lên đi, hãy cùng đào tài và khả năng thiên phú góp tiếng cười cho đời. Nụ cười là thuốc bổ nên ta hãy cười lên nào. Ha ha hi hi, thêm sức sống thêm yêu đời. Bạn hãy hứa vui tính để đi thi nên tranh tài làm danh hài nơi đây. Cười té ghế lăn ra sàn, cười to tiếng, cười sảng khoái, cười ra nước mắt không nén được. Dù họ có tính ra sao nhưng thế bạn không kiềm chế được. Thằng của thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Thằng của thật rồi đây, bạn thật là hài hước. Cùng thách thức tiếng cười danh hài. Yeah. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài.